Kính chào bà con nông dân, trong quá trình canh tác, bà con có lẽ không ít lần đau đầu vì các loại nấm bệnh tấn công, làm hư hại mùa màng, gây giảm năng suất và chất lượng nông sản. Để giúp cho bà con giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả và an toàn, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu Antraco 70WP ATT là giải pháp tối ưu trong việc phòng trừ nấm bệnh trên cây trồng. Với thành phần hóa chất propionate vượt trội, giúp ngăn chặn sự phát triển của nấm bệnh mà còn bảo vệ cây trồng, giúp cây luôn khỏe mạnh và năng suất ổn định. Sản phẩm là thuốc trừ nấm phổ rộng, quản lý nhiều loại bệnh khác nhau trên nhiều loại cây trồng như ớt, cà chua, bầu bí, dưa, khoai tây, hành, rau ăn lá, an toàn khi phun lúc giai đoạn có hoa, tan rất nhanh, hòa tan đều, không lắng cạnh, không nghẹt bét, cung cấp kẽm dưới dạng nano cho cây trồng, giúp cây phát triển khỏe mạnh. Sản phẩm hàng hiệu, chi phí hợp lý, công nghệ mới, thấm sâu nhanh sau 2 giờ phun, để sử dụng thuốc trừ bệnh Antraco 70WP rất đơn giản và tiện lợi. Bệnh tháng thư, đốm vòng ở cà chua, tháng thư ở xoài, cây có muối, sầu riêng, thanh long, chôm chôm, dưa leo, dưa hấu, bầu bí, tháng thư đốm vòng ở ớt, khoai tây, hành, đốm vòng ở họ thập tự, pha 50g trên 25 lít nước hoặc 400g trên 200 lít nước. Cách sử dụng, phun ướt đều cây trồng, phun lặp lại sau 3 đến 5 ngày khi bệnh gây hại nặng. Bà con muốn mua có thể liên hệ vào số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập website kysuhuy.vn. Xin chào và tạm biệt bà con ạ.